Chương 4, nghiên cứu, sản xuất, phân phối và quản lý thực phẩm chức năng. Sau khi học xong, các bạn cần đạt được hai mục tiêu: 1. Trình bày được các nghiên cứu để sản xuất thực phẩm chức năng. 2. Trình bày được các nguồn nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng, các hình thức phân phối và cách quản lý thực phẩm chức năng. Nghiên cứu lý luận và kế thừa nền y học cổ truyền phương Đông, gọi tắt là Đông y. Ngành thực phẩm chức năng ở Việt Nam mới chính thức được thiết lập, nhưng nó đã có mầm mống từ rất xa xưa và nó phát triển trên cơ sở kế thừa những tinh hoa của nền y dược học cổ truyền dưới sự soi sáng của khoa học hiện đại. Các thầy thuốc, các nhà khoa học Việt Nam qua các thời đại đã nghiên cứu rất sâu lý luận khoa học của nền y học phương Đông. Nghiên cứu kế thừa các bài thuốc, cây, con dùng làm thuốc trong dân gian để đúc kết và vận dụng vào chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong nền y học phương Đông vẫn gọi là Đông y. Sự phát triển sớm và phong phú nhất là ở Trung Quốc. Bộ sách cổ nhất về Đông y là Thần Nông Bản Thảo ra đời cách đây 4.000 năm theo truyền thuyết. Một ngày vua Thần Nông nếm tới 100 cây cỏ để tìm thuốc, có khi một ngày bị ngộ độc đến 70 lần. Rồi soạn ra sách thuốc đầu tiên gọi là Thần Nông Bản Thảo, ghi chép 365 vị thuốc. Theo các nhà khoa học nghiên cứu hiện nay, Thần Nông không phải là một người, một ông vua mà là kinh nghiệm của nhiều người tích lũy lại ghi chép thành sách. Để dễ gây tin tưởng và truyền bá, các tác giả đã đặt ra truyền thuyết về vua Thần Nông nếm cây tìm thuốc, về sau bộ sách Lôi Công Dược đối chia thuốc theo tính chất chữa bệnh với 10 loại. Tuyên, Thông, Bổ, Tiết, Khinh, Trọng, Sáp, Hoạt, Táo, Thấp. Đến đời nhà Minh, Lý Thời Chân đã nghiên cứu và cho xuất bản bộ sách Bản Thảo Cương Mục đã chia thuốc làm 16 bộ là Thủy, Hỏa, Thổ, Kim, Mộc, Thạch, Thảo, Cốc, Thái, Quả, Phục Khí, Trùng, Lân, Giới, Cầm, Thú, và Nhân. Như vậy đến lúc này người ta đã biết chia thuốc theo hình thái vị thuốc để giúp việc tìm kiếm và phân loại. Thế kỷ 15, ở nước ta, Tuệ Tĩnh đã xuất bản bộ Nam Dược Thần Hiệu chia ra 23 loại thuốc như loại cỏ hoang, loại ngũ cốc, loại động vật và cùng chia ra theo bệnh và chứng bệnh. Đến thời Hải Thượng Lãn, ông đã để lại bộ sách Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh, áp dụng sáng tạo Trung Y vào Việt Nam. Đến giai đoạn hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về các cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, bộ sách xuất sắc nhất là của giáo sư Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, xuất bản lần đầu 1965, đã mô tả 576 vị thuốc nguồn cây cỏ, 69 vị thuốc nguồn động vật, 20 vị thuốc nguồn khoáng vật và chia ra 23 nhóm chứng bệnh khác nhau. Năm 2000, các tác giả Phạm Thiệp, Lê Văn Thuần và Bùi Xuân Trương đã cho xuất bản cuốn sách Cây thuốc bài thuốc và Biệt dược, đã mô tả 327 cây thuốc được dùng phổ biến trong thực tế năm 2006. Viện Dược liệu đã nghiên cứu và cho xuất bản bộ sách Cây thuốc và Động vật làm thuốc ở Việt Nam, đã mô tả 920 cây thuốc và 80 động vật làm thuốc, chia ra 58 bệnh và chứng bệnh. Thực phẩm chức năng khác cơ bản với thuốc ở chỗ, chúng là những sản phẩm từ tự nhiên. Tác động nhằm phục hồi, tăng cường và duy trì các chức năng của các cơ quan trong cơ thể để tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật và tạo ra tình trạng thoải mái, khỏe khoắn, kéo dài tuổi thọ. Đối tượng của thực phẩm chức năng không chỉ là người ốm mà chủ yếu là người đang còn khỏe. Cái cốt yếu chính là ở phòng ngừa tích cực, chủ động để không xuất hiện bệnh tật và chữa trị kịp thời khi bệnh xuất hiện. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong Nội Kinh Hoàng đế đã chỉ ra rằng thánh nhân không trị bệnh đã rồi, mà trị bệnh chưa đến từ nguyên lý nguyên sơ ấy. Con người đã xây dựng thành phương châm phòng bệnh là chính, tức là khi chưa có bệnh phải phòng tránh sự phát sinh. Nếu đã mắc bệnh rồi thì phải kịp thời trị liệu, chặn đứng phát triển và biến chứng, đó là mục đích nghiên cứu của thực phẩm chức năng. Các nhà khoa học Đông y cho rằng con người và hoàn cảnh là một khối thống nhất. Con người chẳng qua cũng là cơ năng của trời và đất thu nhỏ lại. Cơ sở lý luận của Đông y đưa vào quan niệm vũ trụ chung trong triết học Á Đông ngày xưa. Theo quan niệm này, vũ trụ khi mới sinh ra là một khối rất lớn gọi là thái cực. Thái cực biến hóa sinh ra lưỡng nghi là âm và dương. Âm dương kết hợp với nhau sinh ra ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành sẽ lại kết hợp với nhau để tạo ra ba lực lượng bao trùm vũ trụ là thiên, trời, địa, đất và nhân, con người. Trong mỗi lực lượng này lại có sự kết hợp chặt chẽ và cân bằng giữa âm dương, ngũ hành. Nếu thiếu sự cân bằng giữa âm dương trong mỗi lực lượng hoặc thiếu sự cân bằng giữa ba lực lượng thì con người ta sẽ bị bệnh.
Như vậy, có ba học thuyết cơ bản để người ta vận dụng vào thực tiễn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe: học thuyết âm dương, học thuyết ngũ hành và học thuyết thiên nhân hợp nhất. Học thuyết âm dương, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ đều chia ra làm hai loại âm và dương. Những cái gì có tính cách hoạt động, hưng phấn, tỏ rõ, ở ngoài, hướng lên, nóng nực, sáng chói, rắn chắc, tích cực, thì thuộc dương. Những cái gì trầm tính, ức chế, mờ tối, ở trong, hướng xuống, lạnh lẽo, đen tối, nhu nhược, tiêu cực, thì thuộc âm. Ví dụ, với thiên nhiên, thuộc dương là mặt trời, ban ngày, xuân, hè đông, nam, phía trên, phía ngoài, nóng, lửa, sáng. Thuộc âm là mặt trăng, ban đêm, thu, tây, bắc, phía dưới, phía trong, lạnh, nước, tối. Với con người, thuộc dương là mé ngoài, sau lưng, phần trên, lục phủ, khí, miệng, thuộc âm là mé trong, mé trước ngực, bụng, phần dưới, ngũ tạng, huyết, vinh về bệnh tật. Thuộc dương thường khô khan, táo, ôn nhiệt, tiến mạnh, hai động, cấp tính, kinh giật bệnh thuộc âm thường ẩm thấp, nhuận, hàn, giảm thoái, trầm tính, suy yếu, mạn tính, tê liệt. Học thuyết âm dương có hai quy luật cơ bản. Âm dương đối lập nhưng hỗ căn, nghĩa là âm dương mâu thuẫn nhau nhưng chế ước nhau để tồn tại. Âm dương tiêu trưởng và bình hành, nghĩa là âm sinh ra dương và dương mất đi thì sinh ra âm. Âm dương là nguồn gốc của sự sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già, chết và sinh ra vật chất khác của sự vật. Âm dương là hai mặt đối lập nhưng thống nhất, cùng dựa vào nhau để tồn tại và phát triển, luôn vận động trong một thế cân bằng động. Học thuyết ngũ hành là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Mọi sự vật trong vũ trụ đều do năm chất đó phối hợp với nhau mà tạo nên. Kim là kim loại, thuận chiều theo hay đổi thay. Thủy là lòng, là nước, đi xuống, thấm xuống. Mộc là cây, là gỗ, mọc lên cong hay thẳng. Hỏa là lửa, bùng cháy, bốc lên. Thổ là đất, để trồng trọt, gây giống được. Thuyết ngũ hành có hai quy luật cơ bản, quy luật tương sinh, giữa các hành đều có quan hệ xúc tiến, nương tựa vào nhau, mỗi hành đều có mối quan hệ với cái sinh ra nó và cái nó sinh ra. Theo quy luật này, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh ra thổ, thổ sinh ra kim, kim sinh ra thủy, thủy lại sinh ra mộc và cứ như vậy tiếp diễn mãi, quy luật tương khắc. Giữa các hành có ức chế lẫn nhau, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc và mộc lại khắc thổ. Và cứ như vậy tiếp diễn mãi. Theo quy luật này, không thể không có sinh và cũng không thể không có khắc. Không có sinh thì không có đâu mà nảy nở, không có khắc thì sẽ phát triển quá độ, có hại. Cần phải có sinh trong khắc, phải có khắc trong sinh mới có vận hành và phát triển liên tục. Đó còn gọi là quy luật chế hóa của ngũ hành. Nghiên cứu thực phẩm chức năng là nghiên cứu của sự kế thừa lý luận Đông y trên cơ sở ứng dụng và phát triển trong đó có học thuyết âm dương và học thuyết ngũ hành. Căn cứ vào hình thái, tính chất của từng cây thuốc, của từng bộ phận cơ thể, của từng tính chất các hiện tượng sức khỏe, người ta quy nạp chúng vào hiện tượng âm hoặc dương và thuộc một hành nào đó. Từ đó vận dụng vào việc tìm kiếm nguyên liệu, chế biến và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng. Ví dụ hành mộc là cây cỏ thường có màu xanh tươi, vậy màu xanh thuộc hành mộc. Theo cây cỏ xanh tốt về mùa xuân, vậy mùa xuân cũng thuộc hành mộc. Trong mùa xuân cây cối có quả nhưng còn xanh, nên còn chua. Vậy vị chua cũng thuộc hành mộc. Đối với con người, mùa xuân thích hoạt động, mà hoạt động thì do gan chi phối, vậy gan hay can thuộc hành mộc. Cứ như vậy người ta quy tất cả các bộ phận, hiện tượng vào năm hành. Chẳng hạn, một vị thuốc có vị ngọt, màu vàng thì sẽ tác động vào tỳ vị, vì tỳ vị thuộc thổ. Một vị khác có vị cay, màu trắng sẽ tác động lên phế, vì phế, phổi, thuộc hành kim. Vị cay, màu trắng cũng thuộc hành kim. Trong đó công nghệ chế biến, mỗi sản phẩm tác động vào gan thì cần tầm với giấm, vì giấm có vị chua, thuộc hành mộc, mà mộc là hành của gan mật. Như vậy, khi nghiên cứu các sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ y học cổ truyền, cần nghiên cứu và vận dụng thuyết âm, dương và ngũ hành tìm kiếm, chế biến và sử dụng. Như vậy hướng nghiên cứu của thực phẩm chức năng trước tiên là nghiên cứu cơ sở khoa học của Đông y và kế thừa các vị thuốc, bài thuốc để sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của thực phẩm chức năng. Có nhiều các sản phẩm thực phẩm chức năng được ra đời theo hướng nghiên cứu này. Học thuyết thiên nhiên hợp nhất. Học thuyết thiên nhiên hợp nhất nói lên giữa con người và hoàn cảnh thiên nhiên, xã hội luôn mâu thuẫn nhưng thống nhất với nhau. Con người giữ được thế chủ động, thích nghi và chiến thắng thiên nhiên thì sẽ sinh tồn và phát triển.
hoàn cảnh và con người. Hoàn cảnh thiên nhiên, khí hậu, 6 thứ khí hậu luôn tác động tới con người. Phong, gió, hàn, lạnh, thấp, độ ẩm thấp, thử, nắng, táo, độ khô, hỏa, nóng. Địa lý, các yếu tố khí hậu như 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, ngày và đêm, địa dư, thời tiết, tập quán luôn luôn ảnh hưởng tới con người sống, hoàn cảnh xã hội. Các tác động của xã hội đều ảnh hưởng tới 7 loại tình trí của con người, vui, giận, buồn, lo, nghĩ, kinh, sợ. Con người phải luôn luôn thích nghi với hoàn cảnh, hạn chế, khắc phục, cải tạo hoàn cảnh, nếu thích nghi được, hòa hợp được thì sống khỏe mạnh và phát triển. Nếu không thích nghi được thì bệnh tật, suy yếu và diệt vong. Con người phải biết rèn luyện cả thể chất và tinh thần, ăn uống hợp lý để cho chính khí thắng được tà khí. Nghiên cứu các hoạt chất từ cây cỏ, nghiên cứu beta, caroten, lycopene, vitamin E trong quả gấc. Nghiên cứu cucumin từ củ nghệ, nghiên cứu hoạt chất của cây trinh nữ hoàng cung, nghiên cứu saponin của sâm Việt Nam, nghiên cứu hoạt chất của mướp đắng, cây xuân hòa, giảo cổ lam, dây thiều canh, diệp hạ châu. Nghiên cứu các hoạt chất chống ung thư từ dược thảo. Thực phẩm chức năng là những sản phẩm giao thoa giữa thực phẩm và thuốc, nó gần với thực phẩm ở giới hạn tự nhiên các hoạt chất và cách dùng. Nó gần với thuốc ở hình dáng sản phẩm và công nghệ chiết tách, sản xuất, xu hướng ở nhiều công ty, cơ sở là sử dụng dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng, hướng nghiên cứu này vừa thực tế, vừa tiết kiệm. Đồng thời cũng có nhiều nghiên cứu các công nghệ nano, công nghệ dinh dưỡng gen, để sản xuất thực phẩm chức năng các công nghệ sinh học cũng được nghiên cứu. Một hướng nghiên cứu rất cơ bản trong lĩnh vực thực phẩm chức năng là nghiên cứu tính hiệu quả và tính an toàn. Các nghiên cứu này được thực hiện cả trong phòng thí nghiệm, với cả động vật và cả trên lâm sàng. Các nghiên cứu này giúp cho công tác quản lý thực phẩm chức năng ngày một chặt chẽ và khoa học hơn. Nhiều cơ sở nghiên cứu thực phẩm chức năng được hình thành như Học viện Quân y, Viện Y học Cổ truyền Dân tộc Quân đội, các cơ quan nghiên cứu của các viện nghiên cứu thực phẩm chức năng. Nghiên cứu về mẫu mã, bao gói và nhãn mác cũng là các nghiên cứu thực tiễn giúp cho việc kinh doanh thực phẩm chức năng ngày càng phát triển. Nghiên cứu về mẫu mã, bao gói, nhãn mác sản phẩm giúp cho tính cạnh tranh của các sản phẩm trong nước được tăng lên, tạo sự ưa dùng cho khách hàng trong nước và nước ngoài. Các nghiên cứu về quy hoạch nuôi trồng, bảo tồn gen các loại dược phẩm có sẵn ở nước ta sẽ giúp phát triển nguồn nguyên liệu bền vững, chống nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loại dược thảo quý hiếm như hiện nay. Các nghiên cứu di thực một số dược thảo vào Việt Nam cũng rất có ý nghĩa cả khoa học và thực tiễn, ví dụ cây maca là cây giàu chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng, cây việt quất cũng rất giàu vitamin, chất khoáng, và các chất chống oxy hóa. Cây zincobioba có chứa các hoạt chất có tác dụng làm tăng tuần hoàn não, tăng sức chịu đựng của mô khi thiếu oxy, chống oxy hóa, thoái hóa tế bào não. Nhiều loại dược thảo có thể di thực trồng thích hợp ở nước ta. Hướng chủ yếu là các sản phẩm bổ sung vitamin, chất khoáng, axit amin, enzyme, probiotic, hormone, tiền hormone, chất xơ, sản phẩm từ thảo dược. Sản phẩm từ động vật, glucosamin, sữa ông chúa, nhung hươu, dầu cá. Các thực phẩm chức năng đặc biệt cho người già, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ, cho mục đích sức khỏe đặc biệt và cho mục đích y học đặc biệt. Khoa học thực phẩm chức năng, tác động tích cực của thực phẩm chức năng có thể là duy trì trạng thái khỏe mạnh hoặc giảm thiểu nguy cơ và tác hại bệnh tật. Bước đầu tiên trong nghiên cứu và phát triển thực phẩm chức năng là việc xác định được mối tương quan giữa một hoặc một vài thành phần thực phẩm với một chức năng nào đó trong cơ thể, ví dụ gen, tế bào, hóa sinh hoặc sinh lý tạo nên lợi ích sức khỏe. Bước này là nghiên cứu cơ bản, phải đưa ra được một hoặc nhiều đề xuất cho những cơ chế giả thiết về mối tương quan xác định và chỉ định dược công nhận bởi sự chứng minh khoa học qua các chỉ điểm sinh học hoặc còn gọi là các chỉ số, các thước đo. Với cơ sở lý luận như vậy, một tác động chức năng phải được chứng minh theo một mô hình thích hợp qua sự thực nghiệm trên những người tình nguyện. Thiết kế thử nghiệm đòi hỏi phải cẩn thận, chính xác. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel và việc chứng minh hiệu quả tác dụng của thực phẩm chức năng phải kèm theo sự đánh giá tính an toàn tuyệt đối. Mặt khác, lợi ích sức khỏe của thực phẩm chức năng sẽ bị giới hạn nếu nó không phải là một phần của chế độ ăn tại Hội nghị Đông Tây lần đầu tiên về thực phẩm chức năng năm 1996, Pascal đã tuyên bố. Thực phẩm chức năng phải là một phần của thực phẩm, chúng không phải là những viên thuốc con nhộng, viên thuốc nén, mà là các thành phần trong chế độ ăn hoặc một phần của thực phẩm được công nhận đem lại lợi ích sức khỏe cho con người.
Những mục tiêu triển vọng nhất cho khoa học thực phẩm chức năng gồm: 1. Chức năng hệ tiêu hóa, sự cân bằng vi sinh vật trong đại tràng, hoạt động bài tiết, tính miễn dịch, sự lưu chuyển trong đường ruột. 2. Chống oxy hóa, bổ sung các chất chống oxy hóa không phải là vitamin như polyphenol, các chất chống oxy hóa nguồn gốc tự nhiên từ thảo dược. Các chất chống oxy hóa có vai trò rất quan trọng trong tất cả các tổ chức, các mô và tế bào, chúng được bổ sung qua đường ăn uống, có nguồn gốc thực vật. 3. Sự chuyển hóa các đại chất dinh dưỡng, carbohydrate, axit amin, chất béo, sự cân bằng hormone. 4. Sự phát triển của bào thai và trẻ nhỏ. Chế độ ăn của bà mẹ đều có tác động tới sự phát triển của bào thai và trẻ nhỏ. Axit folic rất cần cho phát triển bào thai. Các chất béo không no chuỗi dài cần cho sự phát triển trí não và thị lực của trẻ nhỏ. 5. Sự chuyển hóa và tác dụng sửa chữa của các thành phần không phải là chất dinh dưỡng. Vai trò này rất quan trọng trong phòng chống chất độc và chất gây ung thư do nhiễm từ môi trường. 6. Sự hiểu biết, hành vi tâm trạng, rất nhiều vấn đề được đặt ra về vai trò tác động của thành phần thực phẩm tới chức năng này. Những vấn đề chúng ta cùng tìm hiểu trong phần sản xuất thực phẩm chức năng bao gồm: nguồn nguyên liệu, sản xuất thực phẩm chức năng, phương thức sản xuất thực phẩm chức năng. Lãnh thổ đất liền Việt Nam hẹp chiều ngang và dài chiều dọc, có bờ biển dài hơn 3.000 km với lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế trên 1 triệu km2, địa hình 3/4 là đồi núi, đỉnh núi cao nhất là Phan Xipang. 3.143 m là đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Diện tích đồi núi chủ yếu là đồi núi thấp, độ cao từ 500 m trở xuống chiếm tới 70%, độ cao 1.000 m trở xuống chiếm tới 85%. Và chỉ có 15% diện tích lãnh thổ cao trên 1.000 m. 1% cao trên 2.000 mét. Về khí hậu, Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, nắng lắm mưa nhiều, lượng mưa trung bình năm trên 1.500mm thuận lợi cho cây cỏ phát triển quanh năm. Ở Việt Nam có gần 11.000 loài thực vật bậc cao và 3.948 loài thực vật bậc thấp, 408 loài động vật, 75 loài khoáng chất. Được dùng làm thuốc là nhóm tài nguyên phong phú và quý giá nhất trong toàn bộ hệ thống động thực vật ở Việt Nam. Theo báo cáo của Viện Dược liệu 2007 cho thấy, nhu cầu sử dụng dược liệu cần 59.548 tấn, trong đó phục vụ công nghiệp dược 20.986 tấn, phục vụ y học cổ truyền 18.452 tấn, phục vụ xuất khẩu kể cả chiết xuất tinh dầu 20.110 tấn. Khả năng cung cấp dược liệu hiện nay, khai thác trong tự nhiên 10% trữ lượng, từ nuôi trồng 136 loài, từ nhập khẩu 31.842 tấn. Từ đây cho thấy việc khai thác, nuôi trồng nguồn nguyên liệu trong nước đang có xu hướng suy giảm, thiếu một chính sách chiến lược. Nhu cầu sử dụng chính là nhập khẩu, trong đó nhập lậu rất phổ biến. Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng có thể chia làm 3 loại. 1. Nguyên liệu tự nhiên. Nguyên liệu tự nhiên ở Việt Nam rất phong phú, đa dạng, bao gồm các loại cây cỏ, động vật, khoáng chất, côn trùng và thủy sản. Các cây cỏ tự nhiên có thể làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng có ở rải rác khắp các vùng, từ đồng bằng đến miền núi, song trữ lượng và chủng loại rất phân tán và ít ỏi. Ví dụ như cỏ xước, rau sam, rau má, bông mã đề, nhân trần, thảo quyết minh. Một số vùng có nguyên liệu tự nhiên phong phú hơn tập trung ở Hoàng Liên Sơn, Ba Vì, Tam Đảo, Lào Cai, Quảng Nam, Đà Lạt, Lào Cai, Sapa, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Trong số cây thuốc hoang dại, xác định còn 206 loài còn khả năng khai thác với sản lượng ước tính 121.000 tấn trên năm, và đánh giá thấy rằng có 136 loài cây thuốc hiếm gặp có nguy cơ tuyệt chủng. Cần có kế hoạch bảo vệ và khôi phục phát triển. Riêng vùng biển Việt Nam rất phong phú về các loài động vật, thực vật, rong, tảo, để sản xuất thực phẩm chức năng rong biển Việt Nam có khoảng 794 loài, biển miền Bắc khoảng 310 loài, biển miền Nam có khoảng 484 loài. Nguồn rong mọc tự nhiên chủ yếu là rong nâu, trữ lượng khoảng 10.000 tấn khô năm, rong đỏ có 14 loài, trữ lượng khoảng 2.000 tấn khô trên năm. Tóm lại, có thể chia ra 5 vùng có khả năng khai thác dược liệu tự nhiên sau đây. Vùng núi phía Bắc, trên diện tích rừng tự nhiên, rừng đang hồi phục, rừng phòng hộ. Vùng Bắc Trung Bộ, các huyện miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An, vùng Nam Trung Bộ, Quảng Nam, Phú Yên, Tây Nguyên, Đà Lạt, Lâm Đồng, vùng biển và đảo. Có thể khai thác rong biển và một số cây, còn làm thuốc ở biển và ở đảo từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.
các vùng nguyên liệu được quy hoạch quản lý và nuôi trồng. Theo thống kê Trạm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, tại Thanh Hóa trồng 17 loại cây. Ít mẫu, xả can, kim tiền thảo, nhân trần, thảo quyết minh, gừng, nghệ, hòe, hoài sơn, ngưu tất, nghệ đen, địa liền, đương quy, diệp hạ châu, ý dĩ, trạch tà, cối xay. Một số vùng khác trong tỉnh nuôi trồng diện tích khoảng 1.000 ha với các loại xuyên khung, bạch chỉ, đương quy, húng quế, sinh địa, hương nhu, bạc hà, ngưu tất. Tại Hưng Yên, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, có trồng ngưu tất, bạch chỉ, địa liền, bạch chuột, hương nhu, húng quế, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, trồng 66 loại. Hoài Sơn, nga chuột, địa liền, kim cúc, cốt khí, thổ phục linh, bạch chỉ. Tại Sapa, nuôi trồng đương quy, xuyên khung và rất nhiều cây thuốc khác, Lâm Đồng. Cũng có quy hoạch nuôi trồng nhiều loại dược liệu, trong đó nổi bật nhất là Artisom. Tại Quảng Nam, Gia Lai, Phú Yên cũng có nuôi trồng dược liệu, nổi bật ở Quảng Nam là sâm ngọc linh. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội cũng có các vùng nuôi trồng cây, con thuốc. Trung tâm nghiên cứu nuôi trồng và bảo tồn dược liệu Đồng Tháp 10. Nuôi trồng rất nhiều loại dược liệu theo tiêu chuẩn các hiện chiết xuất được rất nhiều hoạt chất và sản xuất nhiều mặt hàng thực phẩm chức năng đưa ra thị trường. Nguyên liệu nhập khẩu, hiện nay nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thực phẩm chức năng được nhập khẩu từ nhiều nước. Riêng về nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất của ngành dược chiếm 54% tổng số nhu cầu sử dụng, việc nhập lậu các nguyên liệu qua biên giới, đặc biệt là qua cửa khẩu Chima, Lạng Sơn, đang là vấn đề bức xúc cần có biện pháp kiểm soát. Các nguyên liệu nhập chủ yếu là sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, tam thất, cao lá ngân hạnh, cao dây thiệt canh, silimazin, cucumin, các khoáng chất vi lượng. Sản xuất thực phẩm chức năng, cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng phải đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, điều kiện về cơ sở, điều kiện về trang thiết bị, điều kiện về con người, quy trình, tiêu chuẩn sản xuất. Công nghệ sản xuất cần hiện đại, tiên tiến, để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, dây chuyền sản xuất thuốc có thể chuyển sang sản xuất thực phẩm chức năng. Hiện nay ở Việt Nam, tình hình sản xuất thực phẩm chức năng còn nhiều bất cập. Có thể nói chung là ai muốn sản xuất thực phẩm chức năng đều được, từ đó dẫn tới sản phẩm kém chất lượng, sản phẩm giả, sản phẩm mất an toàn, làm giảm lòng tin với người tiêu dùng và đặc biệt là xuất khẩu. Hướng nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng là một hướng quan trọng để củng cố sự phát triển bền vững của thực phẩm chức năng Việt Nam. Phương thức sản xuất thực phẩm chức năng, một thực phẩm để trở thành thực phẩm chức năng nếu được chế biến theo một trong những cách sau. Một, loại bỏ một chất, thành phần có hại, ví dụ như protein dị ứng. Hai, tăng cường hàm lượng một thành phần tự nhiên có sẵn trong thực phẩm tới một mức mà tại đó nó sẽ gây ra những tác động dự đoán. Tăng cường thêm một số chất vi lượng để đạt được lượng đưa vào hàng ngày nhiều hơn lượng được khuyến cáo. Nhưng phải thích hợp với các chỉ dẫn chế độ ăn uống để giảm bớt nguy cơ bệnh tật, hoặc tăng cường hàm lượng thành phần dinh dưỡng tới mức độ tạo ra tác động có lợi. 3. Thêm vào một thành phần mà thường không xuất hiện trong phần lớn thực phẩm và không cần thiết phải là đại chất dinh dưỡng hoặc vi chất dinh dưỡng, nhưng phải có tác động có lợi, ví dụ, chất xơ, chất chống oxy hóa, hóa chất thực vật, chất vi vitamin. 4. Thay thế một thành phần thường là một chất đa lượng, những chất mà cơ thể thường vượt quá mức và do đó gây ra tác động xấu, bằng một thành phần mà tác động có lợi được mang lại. 5. Tăng cường những thành phần sinh học có sẵn hoặc tăng sự ổn định của những thành phần tạo nên tác động chức năng hoặc giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. 6. Những mô tả tác động có lợi cần dựa trên nền tảng khoa học. 1. Phân phối thực phẩm chức năng. Sản phẩm thực phẩm chức năng là hàng hóa đặc biệt vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì thế khi sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu dùng, không những chúng phải được tuân thủ những quy định về pháp luật về thương mại hàng hóa mà còn phải tuân thủ những quy định về pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Muốn kiểm soát được thực phẩm có trong thực phẩm chức năng cần có hai giải pháp cơ bản. Giải quyết vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cần có cả ba cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và tòa án. Có một chương trình giáo dục tuyên truyền về pháp luật và kiến thức an toàn thực phẩm, do thực phẩm chức năng có những tác dụng rất lớn đến việc bảo vệ, tăng cường sức khỏe con người. Qua nghiên cứu tình hình phân phối thực phẩm chức năng ở các nước có thể khái quát có 7 loại hình phân phối chính sau đây: cửa hàng công cộng, gồm cửa hàng bán lẻ với một loại hoặc nhiều loại thực phẩm chức năng, rất thuận tiện cho người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi, có thể bố trí một chuỗi các cửa hàng liền nhau tiện cho người tiêu dùng lựa chọn. Các quầy bán lẻ trong các trung tâm thương mại và trong hiệu thuốc, các cửa hàng sản phẩm thực phẩm tự nhiên và sức khỏe,
bán hàng trực tiếp qua mạng, bán hàng qua các nhà chuyên môn, qua các câu lạc bộ bán hàng đa cấp. Quản lý thực phẩm chức năng, quan điểm chung về thực phẩm chức năng là giao thoa giữa thực phẩm và thuốc, nhưng nó được quản lý theo luật thực phẩm, vì bản chất cấu tạo, sản xuất, cách dùng của thực phẩm chức năng tuân theo những quy định của luật thực phẩm. Do đó vấn đề trước tiên là phải phân biệt được thực phẩm chức năng và thuốc. Các biện pháp quản lý và tạo điều kiện phát triển thực phẩm chức năng để cộng đồng được sử dụng rộng rãi, giảm bớt sự trở ngại trong kinh doanh và tăng cường sản phẩm bổ dưỡng. Tạo khả năng phân phối rộng rãi của sản phẩm bổ dưỡng tới người tiêu dùng, tăng cường thông tin tới người tiêu dùng. Điều kiện để thực phẩm chức năng được phép lưu hành phải đảm bảo chất lượng, thành phần nguyên liệu, hàm lượng theo công bố, chất lượng ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng. Phải đảm bảo tính an toàn, các thực phẩm chức năng có tính truyền thống, được sử dụng lâu dài, được đúc kết trên cơ sở nền y học cổ truyền hoàn toàn không độc hại. Đối với thực phẩm chức năng mới có thành phần mới, tính an toàn phải được chứng minh trên cơ sở khoa học. Thông qua thành phần nguyên liệu, hàm lượng, thử nghiệm trên động vật, thử nghiệm lâm sàng, kết quả đánh giá nguy cơ, các kết quả trên được thể hiện, báo cáo nghiên cứu khoa học chắc chắn, đã công bố. Báo cáo khoa học, tài liệu khoa học, đăng tải thông tin bằng các nguồn thông tin khác, phải có tính hiệu quả, tác dụng và công dụng tới chức năng của cơ thể phải được chứng minh khoa học thông qua. Báo cáo kết quả nghiên cứu lâm sàng chắc chắn, các tài liệu khoa học đã công bố, phải ghi nhãn theo quy định. Phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đăng ký sản phẩm, chứng nhận tiêu chuẩn, quy chuẩn, tự công bố của nhà sản xuất trên kênh nào đó. Mọi công bố của thực phẩm chức năng phải trung thực rõ ràng tránh hiểu nhầm, không chấp nhận việc công bố khả năng chữa bệnh của sản phẩm, mặc dù một số nước công nhận khả năng đó. Các sản phẩm thực phẩm chức năng đều phải xây dựng công bố ban hành các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chức năng phải được bán ở tất cả các kênh phân phối của thương mại. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.